Rồi xin chào anh chị nha. Hiện tại em có mặt tại ấp Thành Phong, xã Yên Luông. Thì ở đây em có ba lô nha. Ba lô liền kề với nhau. Bề ngang 5, bề dài 34, có 100 mét thổ cư. Anh chị mua thì mua 3 lô, 4 lô liền kề về làm nhà vườn ở đây rất là ngon. Đó, ở đây sổ hồng riêng, mỗi lô có 100 mét thổ cư rồi. Thẳng lên phía sau luôn, đi, lại đây. Đó, ở đây thì mình có cọc sẵn hết rồi. Đất mình thì dài ra tới phía sau nè. Chút xíu em chạy em quay ra đường cho anh chị xem. Ở đây thì cũng 300 mấy lô đó anh chị. 300 mấy là dễ mua. Mình mua để dành. Nè. Từ bên kia. Từ bên kia nha, 1 lô, 2 lô. 3 lô. Đó, tới điểm này. Không nha. 4 lô nhưng mà mình đã bán 1 lô rồi. Còn có 3 lô thôi. Cái lô xét mấy nhà đã bán rồi. Lô thứ tư là nằm chỗ này. Đó. Dài ra tới trước luôn, tới chỗ chiếc xe hơi đó. Dài ra tới xe hơi luôn. Đất rất là rộng. Tổng diện tích của cái lô đất là 170 mét vuông, có 100 mét thổ cư, còn bao nhiêu là đất cây lâu năm. Đường này thì sau này nó sẽ mở lớn đó nha anh chị. 380 triệu mỗi lô. Chút xíu các anh chị theo em quay ra đường cho anh chị xem luôn. Đất nền 170 mét vuông, 380 triệu. Đường xe hơi chạy vô tới nơi nha. Chạy chút xíu nó ra tới đường tỉnh lộ rồi. Tới đường tỉnh lộ rồi xong tới chợ Yên Luông luôn. Sát bên luôn. Đó. Đất này thì hướng đông nam nha anh chị. Đông nam rất là mát, hướng sinh khí rất là mát. Ba lô, lô đầu tiên đây nha. Đầu tiên ở đây. Lô thứ hai, lô thứ ba là tới chiếc xe nè. Rồi đi. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài anh Thắng ơi. Ổng đâu rồi? Đi anh chị, bây giờ mình chạy ra ngoài tỉnh lộ nha. Tỉnh lộ thì nó cũng giáp ranh với cái đường quốc lộ 50 luôn. Ở hướng này thì mình ra đường tỉnh lộ nè. Đó, ngay chỗ chiếc xe hơi đó đó. Ra đường tỉnh lộ. Bây giờ mình đi ra quốc lộ 50. Đường thì đường thông nha anh chị. Tới con đường nhựa này thì hai hướng, hướng nào mình rẽ cũng được, nhưng mà mình đi thẳng cũng được. Đó, đi thẳng. Phía trước là quốc lộ 50 đó. Rồi, tới đây là tới quốc lộ 50. Cái hướng bên tay phải là mình chạy về thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Chạy về thành phố Hồ Chí Minh, cái hướng ngược lại thì anh chị về Mỹ Tho chở gạo. Rồi anh chị chạy về trước đi, có gì
Đó. Rồi tới đây em kết thúc cái video nha anh chị. Rồi em xin chào anh chị.